trong khuôn khổ diễn đàn khuyến nông A Còng Nông nghiệp với chủ đề giải pháp phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bắc Ninh tổ chức với sự đồng hành là tài trợ chính từ Công ty Cổ phần Đại Thành. Hội thảo được diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc vào ngày 25, ngày 26 tháng 5, thu hút hơn 200 đại biểu đến từ các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp và các hợp tác xã đến tham dự. Chương trình đã diễn ra thành công khi tạo nên không gian để khám phá và tìm hiểu về những giải pháp tiên tiến trong việc áp dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp. Đại biểu tham dự được lắng nghe các chuyên gia hàng đầu trong ngành chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, cùng đó là buổi tham luận và tìm hiểu về cách chuyển đổi số có thể nâng cao hiệu suất và hiệu quả của sản xuất nông nghiệp. Đại biểu tham dự có thể đặt câu hỏi và được giải đáp các thắc mắc trực tiếp trong diễn đàn. Công ty Cổ phần Đại Thành rất tự hào khi được đồng hành và tài trợ cho sự kiện này. Chúng tôi đã chuẩn bị tài liệu về các ứng dụng, công nghệ và giải pháp mới nhất trong lĩnh vực nông nghiệp cho các khách mời tham gia. Đáng chú ý, Đại Thành đã mang đến trưng bày và trình diễn các thiết bị hiện đại như máy bay nông nghiệp RoboCheck và thiết bị dẫn đường tự động NX510. Phát triển hệ thống cung cấp máy bay nông nghiệp RoboCheck đã tạo tiền đề cho Đại Thành trở thành nhà sản xuất, cung cấp hàng đầu uy tín tại Việt Nam về sản phẩm máy bay nông nghiệp chất lượng cao, với mục tiêu tiên phong và đồng hành cùng sự phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam.